yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Đèn nó sọt vào trong. Chửa quanh quàng hết. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn, hôm nay đồng chí Thao chim cu gáy xin review lại và chia sẻ. Đó, các bạn nhìn thấy, đây là một đôi chuột trắng đen. Còn bên trái màn hình thì có một chút vàng vàng, rất là đẹp. Đấy. Một số các bạn nhỏ rất thích cái này để nuôi làm cảnh. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây là một cái mô hình cũng khá là mới mẻ và cái đầu ra của nó cũng khá là ok các bạn nhé. Đấy. Thực ra là nó rất đơn giản, các bạn chỉ cần một ít cỏ, một ít ngô, một ít ngô nghiền, một ít lúa hoặc là gì đó, cái đồ nông nghiệp là rất là thuận tiện. Ngoài trên cái kênh chim cu gáy của mình thì ngoài việc phát triển trang trại chim cu gáy hôm nay rộng rãi thì mình sẽ quay và sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái chủ đề cái con chuột lang này, hay là một số ở vùng khác thì gọi là con bọ ú. Đó, các bạn nhìn này. Bây giờ thì người ta không nuôi màu đen xì nữa, người ta sẽ nuôi màu tam tứ nhị thể. Đó, đấy, các bạn nhìn thấy là thường nó sẽ chủ đạo nó là màu vàng, màu vàng hung lông bò này, hoặc là màu đen trắng rồi nó pha màu lên, nó pha loang lổ lên, đúng không? Thì trên màn nhỏ của bạn đây là một cái mô hình rất là điển hình để chia sẻ với các bạn, cũng để là làm cái niềm tin cũng như cái cơ sở đủ tư cách để cung cấp con giống và thu mua lại con giống con để cung cấp lên cái kênh chim cu gáy hay. Sau này sẽ làm những cái cây chuyên đăng tải về những cái cây giống và con giống chủ đạo là kênh chim cu gáy về chim gáy và đà điểu, nhưng ngoài ra sẽ có những cái cây giống và con giống đặc sắc được chia sẻ lên để cho các bạn xem và có được những thông tin của bên có giống và bên cần giống. Ví dụ như cây chanh tứ quý cũng vậy thôi, thì các bạn có thể mua của bên mình cũng được, rất là uy tín, ra quả quanh năm. Tới đây thì cái con chuột lang này cũng sẽ đại diện cho khu vực miền Bắc, thì mình sẽ nhận bán ra cho các bạn giống và sẽ thu mua lại cái con giống này các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy được cái máng để mà cho ăn rất đơn giản bằng cái dụng cụ để chăn nuôi gà công nghiệp. Đấy, các bạn để ngô nghiền vào. Đấy, đây là những cái cây ngô mà người ta trồng cả ruộng xong rồi người ta cắt cho nó ăn dần, cả bắp, cả thân, cả la ăn hết. Đó. Thì cái này thì một số người người ta mua về để người ta ăn thịt, người ta thương phẩm, người ta ướp ngũ vị, người ta nấu những cái món mang cái chất rừng. Đấy, trên tay các bạn nhìn, trên tay tôi rõ ràng như thế này, nhìn các bạn thấy không, con màu đen ánh đen trắng, mình rất ấn tượng với những con màu đen và trắng óng ánh như vậy. Đó, và những con tam thể trắng đen vàng hung hung lông bò, đúng không ạ? Những cái loại này thì các bạn thấy là nó có thể nuôi được ở trên sàn hoặc nuôi ở dưới đất. Đây là một cái nhà nuôi gà uống gà ngày xưa, nó khoảng 20 m², thì bây giờ đã cũng được tận 5-4 ô nhỏ nhỏ và đóng cả sàn. Số lượng nuôi nó khoảng vài trăm mái đẻ. Đấy. Các bạn có thể làm lồng sàn như này và ở trên nền thì sẽ làm được những cái trên nền thì sẽ là những cái rác tre như rác dừa nhá, cũng khá là dễ nuôi và cũng khá là nhàn hạ, cũng khá là vệ sinh. Đó. Bên mình thì giao cái này trên toàn quốc các bạn nhé. Các bạn ở khu vực bến xe miền Đông thì qua chỗ nhà xe Anh Khuyên, qua chỗ nhà xe Tín Nghĩa, hoặc là các bạn ở khu vực miền Tây thì tôi cũng có chuyển đến. Ngoài ra thì các bạn ở khu vực Hà Nội thì rất là thuận tiện, bởi vì bản thân mình là người miền Bắc. Đó. Camera thì mình quay bằng cái điện thoại nên nó cũng khá là
là dung hình, mong các bạn chiếu cố. Đây là tận dụng những cái địa hình chuồng trại tại nông thôn, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi mà các bạn cần mua con giống thì các bạn cứ liên hệ thẳng cho tôi nhé. Số điện thoại của tôi là 033 5305 982. Đó. Thì mình sẽ cho trên cái video này mình có cái nhạc lên để cho các bạn nghe để nó vui tai. Đó. Đấy. Và riêng những cái bó như thế này để cho nó khỏi đái gì các bạn, nó sẽ giúp ăn các bạn nhé. Trên tinh thần mình làm cái kênh này thì cũng mong muốn là mọi người tìm được đến những cái nghề mới, cái công việc mới. Ra nuôi cái này nó chẳng có gì thiệt hại cả. Các bạn lấy giống khoảng chục con, các bạn nuôi sau một năm các bạn có một đàn, lâu lâu các bạn thịt thì vài con, các bạn ướp ngũ vị riêng trước là các bạn sẽ có thể là các bạn sẽ có thể là dùng những cái món đặc sản dùng đúng rồi đó. Thì mong là các bạn theo dõi kênh và đóng góp những cái ý kiến. Ngoài ra thì trên mọi đất nước Việt Nam, nếu như bạn nào có những cái sản phẩm độc lạ có giá trị, đấy, những cái cây gì nó mang tính chất là độc lạ, mang lại hoa quả trái quả, mang lại dinh dưỡng, mang lại giá trị có ích cho đời, những cái con gì mà lai tạo tốt, giống gen tốt, mang lại giá trị về thịt, về thức ăn, về cảnh, các bạn có thể gọi điện cho mình theo cái số là 0989177982 để các bạn sẽ kết hợp với kênh của mình để quảng bá cái sản phẩm đó. Đó. Thì mọi vấn đề các bạn cần quảng cáo các bạn có thể alo cho bên mình. Đó. Alo cho bên mình thì mình sẽ tư vấn thêm, sẽ cùng với các bạn làm ra những cái video, làm ra những cái thông tin quảng cáo, những thông điệp tốt, nhanh nhất và hiện đại nhất, chuyên nghiệp nhất để mang lại cái sự chia sẻ. Đấy. Có những bạn nhiều khi là rất cần nhưng không biết có ở đâu. Đấy. Và nhiều khi các bạn có nhưng mà không biết bán cho ai. Thì đó cũng là sự kết nối internet trong thời buổi trời 4.0 ngày bây giờ. Thì bản thân mình cũng là những xuất thân là một người nông dân, rất là chia sẻ, rất muốn đứng về phía người nông dân, là những người khan khổ, người lao động tạo ra giá trị thật sự cho cái cuộc sống này. Thì mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi kênh và đem lại những cái giá trị cho mọi người. Cái kênh của mình là như vậy, cái kênh của mình luôn luôn mang lại cái giá trị đích thực. Đó. Mình có phát triển trang trại chim, rồi có trang trại con giống đa điều, thì tới đây là phát triển quy mô nuôi con này, mục đích là mang lại những cái niềm vui cho các bé đỡ dùng điện thoại, các bé có thời gian chăm sóc vuốt ve yêu thương chúng, cũng là làm tốt cho cái trái tim yêu thương. Rồi các bạn, các bé cũng không có thời gian để xem siêu nhân, xem cái nó ảnh hưởng từ trên YouTube đó. Thì các bé cũng một vài cái hạn phản hồi, đây là một cách rất là tốt để cho con em chúng tôi yêu thương và đỡ cái việc xem xét điện thoại, TV, internet. Còn cái này thì chúng ta nói là chỉ cảnh, các bạn thấy nó cũng khá là đẹp, nó cũng khá là đẹp đúng không ạ? Gần như là ngày nào mình cũng phải bán hàng chục con, vài chục con, có những ngày nhiều là phải vài chục con. Cái kênh của mình hiện giờ cũng đã là khoảng gần 40.000 lượt đăng ký rồi,
có những bác có những cái vườn thanh long, có những bác có những cái giống cây con giống rất là tốt. Các bác cũng đã đặt vấn đề và tới đây mình sẽ làm ra được những cái kênh quy tụ mọi người hướng đến một cái giá trị đích thực, đó là giá trị mang lại về nông nghiệp. Các bạn nhìn thấy con chuột bú sữa, mà đâu đó nhìn kỹ thì mắt của con chuột mẹ kia đang có dấu hiệu bị đau mắt. Thì với cái trường hợp này thì các bạn nên lấy cái nhỏ thuốc nhỏ mắt của người ấy, cái loại mà có kháng sinh và kháng viêm mà các bạn mua trên thị trường 35.000 một lọ, các bạn nhỏ vào nó sẽ khỏi và các bạn phải cho lên sàn hoặc là vệ sinh chuồng trại thật tốt nhá. Đó là những cái dấu hiệu thực tế, nên các bạn nhìn cái đầu mặt của nó cũng khá là đáng yêu. Và lưu ý với các bạn là loại này là không bao giờ cắn, nên các bạn vồ vào thoải mái, nắm thoải mái, nó không cắn. Đấy. Cái thứ hai là cái nó cũng không hôi hám như các bạn nghĩ là nó như con chuột hoang đâu. Cái thứ ba là những cái mầm bệnh lây thì do ảnh hưởng sức khỏe cho trẻ em của chúng ta không có. Đó là những cái mình khẳng định với các bạn là như vậy. Còn cái con chuột này thì tôi đóng bằng một cái hộp giấy và có bên trong có để lúa, ngô nghiền và những cái lá cỏ. Thì với cái một thời gian mình đã chuyển thực thì nó có thể đi được trên đường 3 ngày. Đấy, 3 ngày thì như vậy là nó có thể là chuyển vào tận bến xe miền Đông được. Chuyển vào tận bến xe miền Đông các bạn. Thì miền Tây, một số các bạn ở xa thì chắc chắn là nó sẽ có cái chi phí hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi chi phí hơn bởi vì mình sẽ phải mua một cái lồng và mình cho lượng thức ăn vào trên đó, đồng nghĩa với việc là phải thuê, phải nhờ những cái nhân viên đi trên đường họ chăm sóc, họ vệ sinh, rồi họ đảm bảo cho con giống của chúng ta vào những nơi là khỏe mạnh và an toàn, đúng không ạ? Thì có những cái đơn hàng mình gửi đi rất xa. Đấy, thì các bạn cố gắng là theo dõi kênh để biết đến cái hoạt động thường này. Cái hoạt động thường này mình luôn luôn đăng những cái bài bán hàng cho mọi người và những cái kỹ thuật để mà các bạn cùng nghiên cứu, cùng tham khảo, cùng nhìn vào cái vấn đề khoa học chăn nuôi để mang lại những cái thành công cho chăn nuôi, cải thiện cuộc sống, giá trị kinh tế, đúng không ạ? Thì trên cái kênh tiêu đề của nó là Chim Cu Gáy Hay, là xuất thân nó là tiền thân nó là một cái sự đam mê chim cu gáy và gây dựng được một trang trại, 2-3 cơ sở khác, người thân cũng nuôi và cái lượng con chim giống mã ngỗng phấn hồng, những cái giống chim hay đã được có tên tuổi trong nhiều năm qua, thì các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình, tiếp tục mua giống chim của mình, thì là mong rằng là các bạn sẽ có được cái theo dõi thường xuyên để nắm bắt được cái tinh thần và cái mặt hàng trong cái quan điểm kinh doanh của Trí Thao. Cũng xin chia sẻ một chút là mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Đó. Thời điểm mình đang quay video hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2019, có nghĩa là vừa qua Noel được 2 ngày các bạn nhé. Thì mình thì hiện đang sinh sống hộ khẩu thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nếu như các bạn đi du lịch về khu vực Hoàng Sa, Suối Tiên, nếu như các bạn khu vực đặt chân đến đất Sơn Tây, Ba Vì, đất Hai Vua và một số các danh lam thắng cảnh trong khu du lịch tại Ba Vì, các bạn có nhu cầu mua chim, mua đà điểu, mua chuột lang, mua chèn tứ quý, các bạn có thể liên hệ trước với tôi. Các bạn có thể ghé thăm trang trại, ghé thăm cái vườn để cho chúng ta được chia sẻ với nhau, chúng ta sẽ bán con giống cho các bạn và trau dồi những cái kiến thức, những cái băn khoăn. Có lẽ là video cũng khá dài rồi, một lần nữa được chị Thao kênh Chim Cu Gáy Hay xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, các chú, các anh, đấy, tất cả các em nhỏ đã ủng hộ và đã theo dõi kênh trong những suốt nhiều năm qua.
chúc các bạn có những thành công, có được những cây con giống và có những cái thú vui từ những cái cây con giống đó. Và xin để lại số điện thoại là 033 5305982, 0989177982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy sự chia sẻ của mình chân thành, bổ ích thì các bạn có thể đăng ký, kênh của mình, và các bạn có thể bấm cái nút bấm chuông để theo dõi những video. Các bạn sẽ là những người sớm nhất được xem những cái video mà mình ra hàng ngày. Ngày nào mình cũng ra video các bạn nhé, ngày nào cũng ra video để chia sẻ, để giao lưu với các bạn, để quảng cáo những cái sản phẩm cây con giống của mình. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.